Dạ, xin mến chào quý vị ha. Hiện tại mình đang mặt tại nhà anh Trung quý vị. Hiện nay cũng trở lại tiếp tục nhà anh Trung ha quý vị. Có một số phơi mai tư quý phục vụ cho quý vị video này ha. Thì địa chỉ của anh đây chợ gạo Tiền Giang quý vị. Thì lời nói đầu tiên, quý vị nào xem nhớ đăng ký chuông cập nhật những video tiếp theo quý vị. Và chúc tất cả quý vị ha nhiều sức khỏe thành công việc quý vị. Rồi anh chào anh Trung ơi. Dạ em chào anh Trường, chào cô chú vị mua mai dạng như tứ quý trên toàn quốc ha. Dạ. Hôm nay em có về hai mấy phôi mai tứ quý giao lưu cùng cô chú anh chị, trong đó có một số combo mai tứ quý nhỏ nhỏ cô chú anh chị thì ghép tập chơi rồi hay là ghép để đi chợ Tết năm sau ha. Dạ, mini bonsai. Dạ, cũng như thường lệ là cũng như hình thức của em là bao sống bao ship trên toàn quốc ha. Rồi. Rồi để không chờ đâu, em vô mã số 1. Mã số 1 là combo 3 cây. Mã số 1 3 cây quý vị. 3 cây tán đầu đinh. Đó cái chiều cao hào hào nè. Cao 16. Cao 16. Ít đồ từ quanh luôn. Quanh 17 rưỡi. Rồi. Cái này cao 12. Một chút là đừng đo cao đo quanh không. Đây cũng ngang ngửa. Quanh 15. Rồi. Quanh 15 luôn. Mã số 1 3 cây tứ quý combo đầu tiên ha quý vị. Dạng bên bonsai mini để bạn ha. Để đa dạng quý vị. Mã số 1 có giá luôn anh. 3 cây 550 anh trời. Rồi mã số 1 3 cây 550 quý vị. Bao ship quý vị mọi miền tổ quốc ha. Tứ quý bonsai mini. Mã số 2. Combo 6 cây. Nó chiều cao trứng đi khoảng 34. Rồi này khoảng hơn tắc à. Rồi đâu quanh từng cây được. Mười bảy. Rồi 12. 11 rưỡi. Này nhỏ 9 rưỡi. 6 cây đa dạng hết ha quý vị. Thì mấy này về quý vị mua về ghép một bo hai bo là cũng có lấy giống hoặc chơi Tết để bàn được ha quý vị. Rồi giá luôn anh, mã số 2. 6 cây mã số 2 em giao lưu giá 700. 6 cây 700 ngàn quý vị. Mã số 3. Số 3 gồm 6 cây trật không quý vị. 6 cây này một cốt. Trong đó mình thấy 4 cây bự, 2 cây nhỏ ha. Một cốt quý vị. Rồi chiều cao 90 quý vị. Nhất là 59. Rồi. Đó quanh cây bự nè. 18. Rồi. Cứ đo từng cây luôn đi. Cứ đo từng cây luôn đi em. Đo cây luôn ha. 9 rưỡi. 14. Rồi. Mình thích tham khảo gì. Cây này 16. Cây này 15. Rồi. Rồi mình xoay đi. Sáu cây trực một cốt hết. Rồi có giá luôn anh. Giá 1 triệu anh trời. Rồi 6 cây 1 triệu cũng bao phí ship vì mọi miền tổ quốc ha. Rồi. Mã số 4. 5 cây. 5 cây. Bonsai mini luôn. Để nơm sổ đều có ha quý vị. Rồi chiều cao 1 cây, 1 cây thôi. À, 1 cây thôi. Nó ngang ngửa. Tháng 11, 12 á. À, rồi quanh thân từng cây đi anh. Này cũng tham khảo quý vị. Nó cũng cỡ tới cái mình bự hơn tới cái mình chút xíu. 10. Nói chung là cái này chắc 9, 10 quá. Ừ. 10, 9, 10 không à. 9, 10, 9, 10. Rồi 4 cây quanh, 5 cây chứ. Quanh thân 9, 10. Cái cây này sổ 20 nè.
sổ tấc 3, tấc 2, tấc 3 không à, tấc 2, tấc 3, 20 tới đi. Nói chung tấc 20 đầu lại. Cái này về quý vị trồng sắp rễ lại ha, sau này cũng đẹp nữa quý vị. Rồi mã số 5, số 4 mà, số 4, 4. 5 cây giá luôn anh. Giá 500 rồi. Rồi mã số 4 500 quý vị. Cái này đẹp á. 5 cây 500. Bao phí ship toàn quốc. Mã số 5. Số 5 gồm 6 cây, cũng kiều nữ chân dài luôn. Tặng một cây siêu mini luôn. Rồi thêm một cây 6 cây, 7 cây mình tính 6 cây quý vị. Cây này nhỏ. Kiều nữ chân dài không? Chiều cao một cây thôi anh. Cao khoảng tấc đi. Rồi. Tấc thì nghĩ cũng nó cũng từ giờ động 9 10 6 7 7 7 10. 7 8 đồ. Có cây trầm trầm chút xíu. 9. Rồi. 7 8 9 nha. Kiều nữ chân dài không quý vị. Thì quý vị nhìn thấy vậy nhưng mà ảnh bao sống quý vị yên tâm ha, chứ mấy tứ quý này chứ không gì quý vị bỏ tự động lên nhựa luôn. Rồi giá luôn anh, mã số 5. 5. Mã 5 giá 500 rồi. Rồi, 7 cây mà 5 xị. Bao ship toàn quốc. Mã số 6. 4 cây. Mã số 6 gồm 4 cây. Cao cũng hơn tắc à. Rồi. Rồi vậy đi. Quỳnh cái này 16. Rồi. Này 14 rưỡi. Rồi. 10. 17 rưỡi. Rồi. Cái này sổ cũng tắc 4 rưỡi á. Nói chung cũng có đầu sổ. Rồi mà số 6 4 cây giá luôn anh. 4 cây 600 anh rồi. Rồi 4 cây 600 quý vị. Rồi. Mã số 7. Đây. Một cặp. Quái. Mã số 7 cặp quý vị. Cao 22. Cao 22. Cái này cao 37. Rồi. Quỳnh cái này 12 rưỡi. Rồi. Cái này 14. Rồi. Cái này 5 tược là bằng tay sợ. Cái này tứ quý mà nó có cục quái nè. Bú quý, phù lên ha. Anh em nào thích chơi quái thì sưu tầm này. Này nuôi giá luôn anh. Mã số 7. Mã số 7 giá 500 anh rồi. Rồi mã số 7 500 quý vị. Mã số 8. Mã số 8 một cây. Cao 60. Chiều cao 60. Hoành 20. Rồi, 20 hoành. Đây khá đều. Nở bát ra. Rồi, giá luôn anh. Giá 400. Rồi. Mã số 9. Còn mã số 8 chứ quên nữa. Mã số 8 400. Số 9. Cái mã số 9. Cao 1m28 quý vị. Hoành 25. Rồi 25 hoành. Cây này đế cũng khá đều. Cây cầm rồi. Này nó kéo nhựa sẽ tột à. Cây này cũng cũ rồi. Nhưng lâu rồi. Mấy đứt trước. Rồi giá luôn anh. Mã số 9. Mã số 9 giá 600 rồi. Mã số 9 600 quý vị. Mã số 10. Cao 43. Cao 43 quý vị. Và neo 27. Rồi, 27. Thú ha, có cái đuôi nhảnh lên không quý vị. Quái quái ha. Để đều. Rồi, mã số 10 giá luôn. 750 anh rồi. Mã số 10 750 quý vị. Rồi. Mã 11. Cao 67. Cao 67. Còn nhau 22. Rồi 22 quý vị.
Cái này để chân nơm. Cụ đặt đâu, cụ đặt. Cụ đặt. 46. Rồi, cụ đặt 46 gì. Đâu sập sổ nó hay. 18, 19 gì vậy? 18, 19. Rồi giá luôn anh. Giá 7,5 rồi. Rồi mã số 11 7,5 luôn quý vị. Rồi. Mã số 12. Cao 39. Cao 39 quý vị. Quỳnh neo 20. Rồi 20 chứng. Mai trong vườn dừa chợ gạo. Dĩ dừa quá trời luôn. Để mốt thành phân luôn cô chú ơi. Đúng rồi. Giá luôn anh. Dạ giá 400 anh trời. Rồi mã 12 400 quý vị. Mã 13. Tay cầm đều. Hay lắm. Cao 93. Cao 93. Quỳnh neo 23. Rồi 23 quỳnh. Trực lắc chân cành đều quý vị. Giá luôn anh. Giá 950 rồi. Rồi mã 13 950 quý vị. Mã 14. Cao 17. Rồi neo đôi chỗ này đi. Đúng rồi. Cao 20, neo 23. Rồi. Có cành bye bye nè. 22, 23 luôn. Rồi. Vì cô chú chỉ cắt ngang chỗ này nữa. Thì đánh cái đẹp quý vị. Có duyên ha. Giá luôn à. Giá 650 rồi. 14, 650 quý vị. Mã 15. Cao 20. Cao 20 quý vị. Mình neo đó đây. Mình lại đây đi. Mình neo 25. Rồi 25 quạnh. Cái này về trên trực là cũng được không quý vị. Tại bầu nó hơi bị nghiêng. Vẫn đứng lên bình thường. Giá luôn không? Giá 650 rồi. Rồi là mã số 15, 650. Mã số 16. Cao 114. Cao 14. Hoành 21. 21 hoành. Có cũ, cũ này 27. Rồi sổ cũng khá. Sổ 20. Rồi sổ 20 quý vị. Đây quý vị thấy cộng lực lực này nguyên bát rất bự ha. Để đo cái thân bỏ cái cành này, cái cành này thân cái này là 42. Rồi giá luôn anh. Giá 750 rồi. Rồi 750 quý vị. Mã số 16. Mã số 17. Hai cây nó nhỏ hay lớn dính lắm. Cao 81. Cao 81. Và này phải lớn. 20. Rồi. Nhỏ. Mẫu tử. 16,5. Rồi. Mẹ con. Hai cây nhặt lại để đều chú chịu luôn. Cây chắc 200. Giá luôn anh. Mã 17. Giá 600 rồi. 17, 600 quý vị. 18. Một cây trực tầm cao ta tặng treo quý vị. Dù ha. Cao 1m44. Cao 1m44. Quỳnh neo 25. Rồi 25 quỳnh. Đếm đột. Đế lực quý vị. Đại đều hết luôn ha. Cây đồ trực thấp thành 56. Cây trực thẳng luôn quý vị. Cái này đường hàng quá đẹp. Giá luôn không? Giá 750 rồi. Rồi,
mã 18 750, mã 19 cao 62, cao 62 bình eo 24. Rồi giá luôn anh, giá 6,5 rồi. Rồi 6,5 luôn, có gì mã 20 còn mã 19 chứ. Giờ tới mã 20, mã 19 6,5 tới mã 20 cao 21. Rồi quần đeo 21,5. Rồi giá luôn anh, thú 20 giá 5,5 rồi. Rồi mã 20 5,5 quý vị. Mã 21 giá lớn quý vị. Cái cây này em đúc bòn về chưa có, chưa làm đế kịp ha anh. Cây này dạng cũng cái bài quý vị, gọng chữ C nó hồi ha. Cây này bạc phong quý vị. Cao 111, cao 1m11 quý vị. Nêu 37. Rồi chạc, chạc nhẹ cái anh. 59. Rồi cũ vị trí 59 quý vị. Chạc cái này xuống là 68. Rồi đế lực đây, quý vị. Đây là cổng đế nè. Cái này quý vị nhìn thấy mặt này ha, tụi hình thú nó quỳ lên ha quý vị, nhưng mà nó hồi lại ha. Siêu phẩm hồi đầu. Nguyên cục mặt tiền này quý vị, mặt tiền này hết bài rồi. Quý vị nhìn tổng thể ha. Cộng chữ C nó hồi lại ha quý vị. Nó hồi đoạn cành 1, cành 2 là nó chủ là nó hồi lại luôn ha. Cái này cắt, cái này chơi cái bài cũng được đó. Đúng rồi. Để tùy theo mỗi người ấy thích. Đó, để luôn. Rồi, giá luôn anh, mã 21. Mã 21 giá 5,5 rồi. Rồi, 5,5 mã 21. Cái này chơi nhiều thế lắm quý vị. Lo gió lùa cũng được ha, tỷ ha. Mã mấy cũng là cây này thật ha. Cao 50. Cao 50 quý vị. Còn neo 30,5, 30 à. Rồi tính 30, chiều xỏ tổng rồi đấy ha. Xỏ 37. Rồi. Tổng rồi đấy thăng 145 á. Rồi. Rồi giá luôn anh. Giá mã, 5 triệu rồi. Mã 22 5 triệu quý vị. Rồi. Mã 23. Ba cái trực quý vị. Cao 107. Cao 1m07 quý vị. Có cắn gì không? 44 mấy tính 43 quý vị. Cái này có công rễ này, chủ vườn người ta ủ vô nè. Này thiếu rễ nè. Thiếu người ta. Dạ. Với một phần có cái lỗ này nè mà cứng cái nè. Rồi xàm quý vị. Dạ. Để em đo cái tay cầm nhất. 15,5.
tay cành này tương ứng nhau cũng 15, 16, 15, 15, 14 rồi. Cái này về quý vị gọt lại là ghép bình thường ha. Chứ anh chị không thích tán ở chỗ này, mình đánh cây Động lực cũng ngon đó. Giá luôn anh, mã 23. Mã 23 giá 9 triệu rồi. Mã 23 9 triệu quý vị, rồi xuống cây. Câu nước sáng lớn quá vậy, cao 67, cao 67. Cái này là hai cây nó ép nó dính luôn à, đô hoành tổng luôn, đô tổng đi. Sáu mươi ba rồi, tổng hoành 63 quý vị. Để trẻ ra con lỗ khe này là khe dưới nè, đo từ cây nhỏ. Cái này 37,5. Rồi. Lớn 42,5. 42 quý vị. Cái này già quý vị. Cái sổ này 31 nè. Rồi. Cái này sát lớn của chú anh chị ơi. Sát quá lớn. Đây để... Cái này về quý vị phá bầu ra đế nó còn nhiều quá vậy. Tại vì có những cái tầng dưới ha. Tại mình nhìn cây thực tế này. Mấy cọng cũng dách dách ở đây nè. Đây có hết nè. Một, hai cây chập lại quý vị. Nhờ sát to. Cái này cũng như kêu bằng huynh đệ ha. Đúng rồi. Tùy quý vị. Phải nói cho vui thôi. Giá luôn anh. Giá 10 triệu rồi. Rồi 10 triệu quý vị. Hoành to, giá nhỏ. Cây 25. Cây mà số 25. Cao 51. Cao 51 quý vị. Cắn treo. Rồi 46 yếu, miếng tính 45. Cái này đế sổ cũng khá nha. Đặt tiền đây cái gì? Có cái củ đặt này. 98. Rồi, củ đặt 98. Sổ 30. Rồi. Có chèn mấy cục đá này chưa có gỡ ra. Này đó nằm xe trống quê. Rồi giá luôn anh. Giá 10 triệu luôn anh trời. Rồi 10 triệu luôn. Là hết hả anh rồi. Dạ cũng là cây cuối clip luôn. Rồi là mã 24 không ta? 25. 24. 25 24. Cũng là cây cuối video hôm nay quý vị. Thì cuối video hôm nay mình cũng thay mặt anh Trung ha. Cảm ơn quý vị dành thời gian quý báu xem hết video quý vị. Quý vị xem hấp dẫn cái nào alo trực tiếp cho anh Trung quý vị. Rồi xin chào hẹn quý vị ha.